theo Thánh Gioan. Sau đó, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Tuy nhiên, khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ, có những người ở Jerusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô thì người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả." Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: "Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng ai che tay bắt, vì giờ của người chưa đến." Chúng ta có tương quan với Chúa thế nào? Đối với người Do Thái, Đấng Thiên Sai phải là Đấng từ trời mà đến trần gian này một cách uy nghi, Đấng đánh tan mọi quân thù và mang lại sự độc lập cho dân tộc cùng vinh quang cho đất nước. Do đó, khi thấy thân thể tầm thường của Đức Giêsu, hay nói đúng hơn, biết người có nguồn gốc, họ không thể tin nhận được người là Đấng Thiên Sai. Chúng ta tự hào là người Kitô hữu, nhưng chúng ta có thực sự biết Chúa hay không? Chúng ta có tương quan thực sự với Chúa hay chỉ mới dừng lại ở việc nghe nói về người?